nhà Lý suy yếu, Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng, dựng nên nhà Trần. Từ cuối thế kỷ 12, nhà Lý ngày càng suy yếu, chính quyền không còn chăm lo đến đời sống của nhân dân như trước, hầu hết quan lại lao vào ăn chơi sa đọa. Lụt lội, hạn hán, mất mùa liên tiếp xảy ra, nhiều dân nghèo phải bán vợ bán con, làm nô tì cho các nhà giàu và một số khác phải bỏ vào chùa kiếm sống, dân chúng rất cực khổ. Trong tình hình đó, một số thế lực phong kiến ở các địa phương lại đánh giết lẫn nhau, quấy phá nhân dân, chống lại triều đình. Nhà Lý phải dựa vào thế lực họ Trần để chống lại các lực lượng nổi loạn, nên đã tạo điều kiện và thời cơ cho họ Trần, buộc Lý Chiêu Hoàng, vị vua cuối cùng của nhà Lý, khi ấy mới 8 tuổi, phải nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh vào tháng 12 năm Ất Dậu, tức đầu năm 1226.